Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của chúng tôi. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021 có những nội dung đáng chú ý. Quảng Nam phấn đấu đạt nguồn thu 16.000 tỷ đồng trong năm 2021. Tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh nhằm phòng chống dịch COVID-19. Hụt nguồn heo Thái Lan, heo trong nước tăng giá. Độc đáo lễ mừng lúa mới của dân tộc Ba Na. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Nam phấn đấu thu nội địa sẽ đạt 16.000 tỷ đồng, phấn đấu giảm 2.000 hộ nghèo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%. Đây là những mục tiêu trọng tâm cần đạt được trong chương trình công tác năm 2021. Trong năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra một số mục tiêu. Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP giá so sánh 2010 tăng 6,5-7%. Tỷ lệ vốn đầu tư GDP chiếm trên 30%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.350 tỷ đồng, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2010. Trong đó thu nội địa 16.000 tỷ đồng, tăng 2,1%. Phấn đấu có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 122 xã. Để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra 10 nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19 và khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thực hiện hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, triển khai và thực hiện tốt công tác quy hoạch, triển khai mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh gắn với đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức huy động, tăng nguồn vốn cho đầu tư phát triển, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công, tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách, phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển, chú trọng đầu tư phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội. Theo báo cáo công tác quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, năm 2020 đã có tổng cộng gần 600.000 giấy phép lái xe ô tô và 1 triệu giấy phép lái xe mô tô được cấp trên cả nước. Hiện cả nước có 463 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, 343 cơ sở đào tạo lái xe ô tô với gần 20.000 giáo viên dạy lái xe. Số trung tâm sát hạch lái xe ô tô có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự theo quy định là 141 đơn vị. Tuy nhiên, công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận dữ liệu khám sức khỏe cho người lái xe trên toàn quốc, nên có trường hợp sử dụng giấy khám sức khỏe giả để được học và cấp đổi giấy phép lái xe. Năm 2021, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu tuyển sinh được 2,5 triệu người, trong đó tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng là 600.000 người. Để đạt mục tiêu tuyển sinh được 2,5 triệu người, bên cạnh việc tiếp tục xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, đòi hỏi sự vào cuộc của cả các địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Giai đoạn 2021-2025, phát triển giáo dục nghề nghiệp được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, gắn với giảm nghèo và an sinh xã hội để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Năm 2020, dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cả nước vẫn tuyển được 2,28 triệu người học nghề, đạt 100,9% kế hoạch. Thưa quý vị, không con cháu, không người thân thích cần kề, chăm sóc ở cái tuổi gần 90, và đau lòng hơn nữa là cụ bà phải sống trong cảnh mù lòa, không đi lại được gần chục năm trời. Đó là câu chuyện rất đáng thương tâm về cuộc đời của bà Đinh Thị Xép, dân tộc Ca Dông, trú tại thôn 1, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My. Tìm đến ngôi nhà nhỏ của bà Đinh Thị Xép, thôn 1, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy hình ảnh một cụ già ngồi mò mẫm trong bóng tối. Ngôi nhà gỗ, chắp vá vỏn vẹn chưa đầy 12 mét vuông của bà Xép, chỉ có duy nhất một chiếc võng đã cũ rách
và một bếp lửa bầu bạn cùng bà suốt nhiều năm qua. Người già trong làng kể lại, bà Xếp cũng có chồng và 5 đứa con. Nhưng không may, chồng bà mất sớm, 4 đứa con cũng lần lượt rời bỏ bà ra đi. Còn một đứa con gái duy nhất của bà thì lấy chồng xa, nên bà Xếp phải sống trong cảnh cô quạnh một mình. Hồi bà ta 8 đồ đó, mình phải giúp đỡ 8 cho bà. Quần áo phải giặt cho cô bà để ngủ cho được ấm thôi. Chùm lửa thì ngủ chùm cho bà hết trơn. Nước nóng phải nấu cho sẵn sàng. Bà con mình cũng giúp đỡ với nhau như bà già này. Bắt trong này mắng hồi đau ốm á, mình trong làng mình nếu mà đau bằng đêm á, cũng họ cũng vô hỗ trợ hết trơn. Đã 5 năm nay, chị Đinh Thị Đoan là hàng xóm bên cạnh đã giúp bà Xếp nấu cơm, xách nước, dọn dẹp nhà cửa. Cùng cảnh nghèo khó như nhau, nhưng cảm thông cho số phận của người đàn bà mù lòa bất hạnh, chị Đoan luôn tranh thủ công việc của gia đình, sửa soạn bữa ăn để bớt phần mang sang cho bà Xếp. Trong những ngày cuối đông giá lạnh này, chị Đoan lại mang thêm ít củi giúp bà được sưởi ấm. Bữa cơm trắng qua ngày của bà Xếp hiện nay chỉ dựa vào nguồn hỗ trợ hàng tháng đối với người cao tuổi của nhà nước. Cho ra ba một ngày, 3 bữa ăn. Với lại bữa tối chung cho bà lứa, múc cho bà nước. Thì có tí bằng đêm bà kêu lứa, bằng đêm cả ngày, cả đêm luôn. Thế bà hăng cắn được. Tội quá. Cái việc quan trọng này là về cái nguồn thực phẩm cũng như là ăn uống hàng ngày. Thì địa phương thì cũng như ta có cái tranh thủ có cái nguồn á, cũng như cái dịp lễ Tết hoặc là trong cái của hậu của túi cũng luôn quan tâm đến cụ, nghĩa là tranh thủ những cái nguồn đó thì những dịp đó cũng hỗ trợ cho cụ một số nhu yếu phẩm rồi cái đồ dùng cụ cá nhân như là trang mền để cụ sinh hoạt trong cái thời gian này tại cái ngôi nhà của cụ. Những khi không có hàng xóm xung quanh sang giúp đỡ, bà Xếp lại một mình trong bóng tối. Bàn tay chai sạm của người phụ nữ miền sơn cước tội nghiệp đang cố gắng tìm kiếm một niềm an ủi, động viên. Quý vị vừa theo dõi một số tin tức trong chương trình Thông tin ngày mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với các sự kiện quan trọng trên cả nước qua mục Mở cửa ngày mới. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế đối với chuyên gia và người thân, công dân Việt Nam nhập cảnh tại các địa phương Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đắk Lắk và Gia Lai. Các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 4 Thứ trưởng làm trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra làm việc từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 năm 2021, các đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế. Cùng với đó, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, khai báo y tế tại cửa khẩu, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia và người thân, công dân Việt Nam nhập cảnh. Mặt khác, kiểm tra thực tế việc theo dõi sức khỏe, giám sát y tế và báo cáo đối với các trường hợp chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh sau khi hết cách ly 14 ngày theo quy định. Nếu như trước đây vụ đông xuân là thời điểm nông nhàn, có nơi thậm chí bỏ hoang đất ruộng, thì nay nhiều địa phương đã biến vụ đông xuân thành vụ sản xuất hàng hóa, mang lại giá trị thu nhập cao hơn nhiều lần vụ sản xuất chính trong năm. Đặc biệt với hướng đi xuất khẩu, đồng bằng sông Hồng đang hình thành những vùng chuyên canh rau vụ đông quy mô lớn. Đây là vùng chuyên canh cà rốt với diện tích tập trung lên đến hàng trăm hecta. Dù chưa đến ngày thu hoạch, nhưng hơn 1 mẫu cà rốt đã được doanh nghiệp hợp đồng thu mua với giá 9 triệu đồng mỗi sào. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Năm nay là được mùa, được giá. Cây cà rốt này thì dòng có lợi hơn những các cây dưa hấu. Nó ý là đầu tư ít hơn. Sở dĩ cà rốt được giá cao là nhờ đầu ra rộng mở. Ngoài thị trường nội địa, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu đến các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông. Về mặt thị trường thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, có cái lượng khách hàng sẵn từ
rất nhiều nước, và cho nên là bây giờ thì cũng chỉ chờ là bà con cố gắng là sản xuất làm sao mà cho hàng nó đảm bảo, thì cái đấy là cũng phải nhờ cái sự hỗ trợ của chi cục kiểm việt bảo vệ thực vật của địa phương cùng với hợp tác xã, bà con nông dân để hướng dẫn để mà kiểm soát cái vùng trồng. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường cũng như xu hướng xuất khẩu nông sản, nhiều địa phương ở Hải Dương đã hình thành vùng chuyên canh rau vụ đông quy mô lớn với giá trị cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Thì chúng tôi rất là coi trọng cái vụ đông, mà xác định đây là một trong những cái vụ mà mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao cho người dân, mà là vụ chính. Với một sào lúa mà trừ tất cả các chi phí đi thì bà con chỉ thu lãi được khoảng từ 1-200.000 đồng trong một sào. Tuy nhiên thì với cây cà rốt thì bà con cho thu nhập là khoảng từ 7-10 triệu, trừ chi phí thì bà con cũng có được, còn được lãi được khoảng từ 5-6 triệu một sào, thì cao gấp 10 lần so với cả hơn 10 lần so với cả trồng lúa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng xác định vụ đông là vụ sản xuất hàng hóa ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng, nếu biết tận dụng cơ hội từ yếu tố thời tiết, đặc biệt là khai thác những loại rau củ mà các thị trường Đông Bắc Á không thể phát triển do khí hậu quá lạnh. Những ngày gần đây, giá heo hơi tăng liên tục, một số nơi đã chạm mức 80.000 đồng một kg, khiến người tiêu dùng lo lắng. Cụ thể, giá heo hơi của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam bán ra ở mức 75.500 đồng một kg, tăng 1.000 đồng một kg so với 3 ngày trước và tăng 5.000 đồng một kg so với cuối tháng 11. Trong khi đó, giá heo hơi từ các trang trại ngoài hệ thống của các doanh nghiệp chăn nuôi có thương hiệu, giá còn tăng nóng hơn, đặc biệt ở các tỉnh phía Bắc. Hiện tại Hà Nội, Hưng Yên, heo hơi giao dịch ở mức 80.000 đồng một kg. Các tỉnh khác như Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ xoay quanh mức 77.000 đến 79.000 đồng một kg. Nguyên nhân chính là do heo Thái Lan tăng giá, nguồn nhập về Việt Nam giảm so với trước đây khiến nguồn cung ra thị trường giảm. Thưa quý vị, để chào đón năm mới và ăn mừng vụ lúa vừa thu hoạch, người Ba Na tại Tây Nguyên thường tổ chức lễ mừng lúa mới với mục đích cảm tạ thần linh, cụ thể là Giang Sri, tức thần lúa. Những người đàn ông khi làm lễ tạ ơn tại nhà rông đều khẩn cầu Giang Sri ban sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình và mong năm sau dân làng sẽ có vụ mùa bội thu. Từ sáng sớm, phụ nữ trong làng đã rộn ràng nhịp nhàng tiếng chày cối để dạ lúa mới thành cốm, đem dâng tế Giang Sri, tức thần lúa. Lễ vật mỗi gia đình phải chuẩn bị là một nia cốm lúa mới, một con gà nướng và một ghè rượu mang lên nhà rông của làng. Cái ăn lúa mới á là cho là mình một là mình làm ăn được, hai là mình khỏe. Ở đây là cung ở đây là mai là bắt đầu là xuống lên chiên đồ là góp lúa mới đây. Sắp đến giờ tổ chức lễ, sau giờ làng nổ một hồi trống dục, đàn ông trong làng vác ghè, mang gà và cốm của gia đình lên xếp vào ngay ngắn thứ tự trên sàn nhà rông. Già làng tiến hành nghi lễ trước, đàn ông trong làng thực hiện theo. Điều khác biệt của lễ mừng lúa mới so với các lễ hội khác của người Pa Na là việc người dân cầm từng nhúm cốm tươi rắc lên đầu để cầu mong Gia Sri ban cho bà con mùa màng bội thu và một sức khỏe. Tổ chức ăn lúa mới thì cái đây là không bao giờ có một bên làm. Tổ chức để nay mai thì con cháu dư lại và văn hóa người Pa Na thì không bao giờ bỏ. Đây là nét văn hóa lâu đời của dân tộc Pa Na nói riêng và các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên nói chung. Lễ mừng lúa mới thường được tổ chức vào dịp cận kề năm mới, ngay sau khi bà con dân làng thu hoạch xong vụ lúa tương tự như nghi lễ đón chào năm mới của dân tộc Kinh. Trước tình trạng mai một giao thoa văn hóa của các dân tộc thiểu số thời gian gần đây, lễ mừng lúa mới của dân tộc Pa Na tại Gia Lai là một trong những nét văn hóa đặc sắc vẫn còn lưu giữ được đến thời điểm hiện nay. Năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử Đà Nẵng có mức tăng trưởng âm. Nhưng bằng nhiều giải pháp hiệu quả thì cả giai đoạn 2015-2020, tổng vốn thu hút đầu tư của thành phố này lại cao gấp đôi so với giai đoạn trước đó. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh thành phố Đà Nẵng đã và đang xây dựng được một nền tảng phát triển kinh tế bền vững, từ bước đáp ứng kỳ vọng của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 43, đó là xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị động lực, trung tâm kinh tế xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên.
Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19, nhưng công ty này vẫn triển khai giai đoạn 1 của tổng dự án đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng vào khu công nghệ cao Đà Nẵng. Nhờ đó, gián tiếp thu hút hai công ty Nhật Bản khác đầu tư hơn 11 triệu đô la vào khu vực này. Đầu tư ở khu công nghệ cao chỉ là bước đầu của Long Hậu. Còn với mục tiêu xa hơn nữa thì Long Hậu có thể sẽ đầu tư cả một cái khu Hòa Nhơn 400 hectare, hoặc là có nghĩa là Long Hậu rất là mong muốn được tổ chức và mở rộng cái mô hình kinh doanh ở tại miền Trung và đặc biệt là ở tại Đà Nẵng. Theo thống kê, trong 5 năm qua, Đà Nẵng đã thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 76.100 tỷ đồng, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài cũng đạt gần 1,4 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, riêng đầu tư trong nước cao hơn gấp đôi so với giai đoạn trước. Đà Nẵng tổ chức một cái hội nghị xúc tiến mà theo cái hình thức cũng là công nghệ, tức là qua hình thức online, và toàn bộ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là họp với chúng tôi. Thế thì đấy cũng là một cái dấu ấn mà chúng tôi cho rằng là nó càng tạo thêm cái quyết tâm cho chúng tôi trong cái việc là nỗ lực đầu tư rất là nhanh vào Đà Nẵng. Chúng tôi quyết tâm đầu tư thông qua cái việc là đầu tư vào cái khu chuyên gia và khu nhà máy để sẵn sàng cho cái việc sau khi đại dịch Covid nó khắc phục được thì chúng ta có các cái nền tảng để chúng ta phát triển cái khu công nghệ thông tin. Với những kết quả khả quan từ thu hút đầu tư, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định rõ hơn vai trò trung tâm kinh tế xã hội khu vực miền Trung Tây Nguyên với ba trụ cột phát triển: kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và du lịch. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 3 năm 2019 đến nay, dự án Trường Sơn Xanh của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID phối hợp với tỉnh Quảng Nam triển khai, xây dựng và quản lý nguồn nguyên liệu mây bền vững ở hai huyện Nam Giang và Tây Giang của tỉnh Quảng Nam. Dự án này bước đầu đã mang lại thu nhập bền vững cho hàng ngàn đồng bào cư tu tại chỗ, đồng thời giúp cho những cánh rừng ngày càng xanh tốt và được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Năm nay mới hơn 30 tuổi, nhưng anh Bình Nước Gót đã có gần 20 năm đi rừng để kiếm thu nhập từ các hoạt động khai thác và buôn bán các loại lâm đặc sản có giá trị. Dù núi rừng bao la, rộng lớn, nhưng nghề đi rừng bao nhiêu năm nay cũng chẳng giúp cho cuộc sống của anh và gia đình trở nên khấm khá hơn khi thu nhập bấp bênh. Cái nghèo cứ đeo bám mãi trên vai áo chàng thanh niên cơ tu này. Thế nhưng từ khi tham gia vào dự án xây dựng và quản lý nguồn nguyên liệu mây bền vững ở Nam Giang, gắn với phát triển chuỗi giá trị mây bền vững ở Quảng Nam, cuộc sống của gia đình anh Gót đã thay đổi khá nhiều. Bây giờ là có dự án vào là được 5.000, 5.500, tạo tăng thêm thu nhập cho người dân trong khai thác mây. Thứ ba nữa là dự án Trường Sơn Xanh tạo điều kiện cho người dân là tập huấn về khai thác mây bền vững. Có nghĩa là chặt mây đủ chuẩn, đủ thời gian để mà khai thác mây. Sau này là mây nó sẽ phát triển và khai thác mây nó được bền vững hơn. What we wanted to do was to get these communities organized in the production. Đây là một mô hình các bên cùng có lợi mà chúng tôi muốn hỗ trợ. Mô hình này sẽ duy trì tính hiệu quả trong thời gian dài, bởi vì bên cạnh nguồn hỗ trợ từ nhà tài trợ, mô hình còn thúc đẩy cơ hội kinh doanh cho cả hai bên. Nhờ đó, các cộng đồng có thể cải thiện sinh kế lâu dài, giúp cho rừng được bảo vệ tốt hơn. Không chỉ gia đình anh Gót và hơn 1.000 hộ cơ tu khác trên địa bàn huyện Nam Giang, Tây Giang đã được tham dự các khóa tập huấn về cách khai thác mây tự nhiên sao cho hiệu quả và bền vững. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ tổ chức điều tra trữ lượng, lập kế hoạch khai thác mây bền vững trên diện tích hơn 3.000 hectare rừng tự nhiên ở vùng đồng bào cơ tu để hình thành vùng nguyên liệu mây phục vụ việc xin cấp phép khai thác sau này. Tôi nghĩ là đây là cái tiền đề để công ty cũng như địa phương rồi người dân tiếp tục thực hiện, và cái hướng phát triển này nó mang tính bền vững, ổn định, giúp cải thiện người dân, đời sống của người dân và ổn định được cái vùng nguyên liệu cho công ty. Và có như vậy thì cái chuỗi cung ứng từ trồng đến sản xuất rồi tiêu thụ nó mới ổn định lâu dài. Nhờ đó một số cái hộ dân trước đây là sống phụ thuộc vào rừng, thậm chí có người thì cũng đi khai thác gỗ để mà mưu kế sinh nhai, thì nay cũng đã có cái công việc làm thông qua cái tài trợ của dự án. Hy vọng trong tương lai không xa, dưới sự quan tâm của chính quyền các cấp, những kinh nghiệm và thành công từ tiểu dự án, mô hình phát triển chuỗi giá trị mây bền vững sẽ được nhân rộng trên toàn tỉnh Quảng Nam, giúp cho người dân, các cộng đồng dân tộc thiểu số sống gần rừng,
có cơ hội cải thiện sinh kế, tạo thu nhập ổn định từ cây mây, qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào rừng. Những cánh rừng dần hồi sinh, các loài động vật sẽ quay về, cây cỏ hoa lá sẽ lại sinh sôi và màu xanh sẽ trở lại với dãy Trường Sơn hùng vĩ. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng trời rét, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm từ 85 đến 96%, gió tây bắc cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng trời rét, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm từ 75 đến 83%, gió tây bắc cấp 2 cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, không mưa, sáng trời rét, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm từ 75 đến 83%, gió tây bắc cấp 2 cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng trời rét, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ, độ ẩm từ 83 đến 96%, gió tây bắc cấp 2 cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 20 độ, độ ẩm từ 93 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm từ 93 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Rao nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm từ 93 đến 95%, gió nhẹ. Quý vị, chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây đã hết. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình thông tin ngày mới được phát sóng lúc 6 giờ và phát lại lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin ngày mới số tiếp theo.